tức là chúng ta nhớ có ba cái cấu trúc của mỡ nhé, dung dịch, ổn dịch, hữu cơ. Thì mỗi cái cấu trúc đó có những cái ví dụ, những công thức ráng đọc dùng cho kỹ, đọc hiểu để khi ta đưa thức ra mình hiểu thức. Và ba cái lưu đồ pha chế thì hôm trước tôi dạy thì quý quan sửa lại rồi nhé, nhớ là lưu đồ đầu một động từ, chứ đừng có lấy lưu đồ trong cuốn sách, đó là cái điều mình nhấn thứ nhất thì các bạn lưu đi. Trong cái nhóm tái dựng thuốc mỡ thì các bạn biết cái gu của tôi rồi, phái tái dựng hữu cơ, tái dựng chủ hóa, thì nó mấy công thức trong đó chỉ có tập dùng để khi người ta bắt gặp nó thì chúng ta hiểu nó là cái gì. Bây giờ những cái công thức trong đó, những cái ví dụ tương ứng trong tái dược đó, rồi cái phần phía ngoài sau, rồi những cái thuốc nhỏ mắt, thuốc kháng sinh mở, nhưng mà để ứng dụng cái tái dược nó quá đó, đọc cho nó kỹ để chúng ta phân tích. Lẽ nhiên ưu điểm của tái dược hữu cơ, thuốc mỡ hữu cơ, tái dược hữu cơ cũng như nông dược hữu cơ thì ưu điểm nó giống nhau. Ưu điểm của tái dược hữu quá thì tôi đã nhấn đi nhắc lại nhiều lần, thì đó là một tiếp tục xin các bạn lưu ý. Một cụm thứ ba là vấn đề thấm hết ngũ vị đến hạ vị đến trung vị thì chúng ta, tôi không có bắt vẽ hình cấu trúc da nhưng mà nhớ nó có ba lớp như vậy. Như vậy thì cái nhóm tái dược nào đi tới đâu, đi tới đâu, đi tới đâu thì hôm trước tôi có nói rõ. Đặc biệt là cái tái dược chủ tư dầu trong nước thì đi sâu được, chúng ta phải giải thích điều đó. Hôm trước thì tôi cũng đã chỉ cái chỗ để mà đọc cái chỗ đó rồi. Theo anh, đó là cái cụm, tức là liên quan đến tái dược đưa thuốc đi tới đâu, đó là cái cụm, xin các bạn lưu ý. Và cuối cùng một cái cụm nữa là mà tôi dạy một cuốn là tăng sinh ra dịch thuốc mỡ bằng những biện pháp như là chất thuốc hạt, chất háo hạm, chất diệt quản, chất dung môi, một cái chất mà phá hủy biến tính cái màng tế bào, làm giảm đối kháng lớp sừng đó. Thì chỗ đó xin đọc những cái ví dụ điển hình, rồi nó nằm ở nhóm nào thì giải thích theo cái nhóm đó. Tôi lấy ví dụ như rồi vilaligon thì bên háo hạm khi đến quá lớp sừng cũng thấy nó, bên giảm đối kháng lớp sừng cũng thấy nó, đúng không? Đấy thì chỉ có đọc với cái đó giải thích và những cái chất điển hình, lấy đi tôi lựa những cái gì nó điển hình và phải gặp. Thế thì bài thuốc mở thì tôi nhấn mạnh cho chị như vậy nha. Nhớ là các chị đi dừng lại đi câu hỏi ngắn thôi mà, mà là một câu vậy đó là 5 phút và tôi nói biết 5 điểm, 2 câu là 5 điểm. Nhiều cái câu tầm cỡ có 5 phút thì nãy giờ tôi nói với chị cắt ngắt nó ra thì tầm cỡ 5 phút câu. Đưa công thức, phân tích, đưa công thức, phân tích. Cho nên mấy cái thuốc mở thì có đọc nhé, tương với 3 phương pháp mà đọc. Mấy thứ người ta dùng chung tương, rồi người ta dùng quá đọc được. Đấy, thì đó là cái thuốc mở. Và vì né thì các bạn thấy không xuất hiện này. Tại sao vậy? Phải thông suốt cái gì đó. Tại sao phải thông suốt cái chuyện đó, phải giải thích được cái chuyện đó. Mà chuyện đó kêu như vậy, tôi đã nhắc tới với tôi nhiều lần rồi. Tại sao? Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là ba cái lưu đồ, sát hạt khô, sát hạt ướt và nhập hạt. Thì mấy cái lưu đồ đó xem rồi phải vẽ lại cho nó đúng. Nhưng những lưu đồ đó thì nhớ lưu ý mỗi công đoạn như vậy thì tái dược gì cho vô trong lòng nó
và cái công đoạn đó thì sử dụng cái máy gì. Thì chỗ này khi tôi chiếu phim tôi có nói đó, máy gì ta đọc trong này rồi cộng với cái hôm trước tôi có nói với cái like rồi. Như vậy thì lưu đồ nó phải kèm theo tái dược nào, ví dụ như chỗ mà sát hạt khô á, thì cái chỗ đầu có tác dụng gì, cuối có tác dụng gì, rồi trộn ban đầu thì máy gì, sát hạt thì máy gì, sửa hạt thì máy gì, trộn tất thì máy gì, tôi à, đó là cái phần một cái vấn đề thứ hai. À, một cái vấn đề thứ ba thế nào cũng cho đó là từ thể tích biểu kiến suy ra tỷ trọng biểu kiến tính được gì đó độ số chỉ số k tỷ số Hostner đúng không thì chuyện đó phải thông suốt thì ta làm bài 5 phút thì nó vừa rồi mấy cái giá trị nữa ta nhớ được chút mình nhớ những giá trị trung tâm đó thôi đó. Ví dụ như dưới 1.5 là tốt, lớn 1.5 không tốt thì nó lại gắn nhớ. Tôi nguyên cái chuỗi gì nhiều. Rồi góc nghỉ, tính sao? Phân bố cái thứ khác. Câu này tôi cũng khoái. Nhưng mà câu này lúc mà chị thực tập thì các chị có làm thì tôi nghĩ mình làm thì đã nhớ thêm lần nữa. Phân bố cái thứ khác làm sao? Trục tung là cái gì, trục hoàng là cái gì, mấy cái hình chữ nhật của nó là cái gì đó, về đọc kỹ. Như cái này khi sau khi tập á, thì lúc thực tập thì mình lại được làm lần nữa. Câu thứ này. Đó là cái ví dụ đó. Một cái nữa là mấy cái ý nghĩa. Ví dụ như cái bảng á, cái bảng gì nhớ không? Độ sớm để được cái gì, độ ẩm là được cái gì, lưu tính là được cái gì, phân bố cái thứ hạng là cái gì, trước phát phải hỏi có đó xứng đáng 5 phút không? Tất nhiên hỏi chuyện hai ba cái thôi, cái bảng nhớ không? Đấy, nhưng mà tôi giải thích, anh đâu cái gì đó. Lấy những cái ví dụ mà sao thì cũng quan trọng để biết sát vi li thì sát hạt khô là ba ra sát hạt ướt rồi có cái viên gì đó clo rồi cái viên thì dập tiếp gì đó đó nhìn cái ví dụ đó tôi cho nó có tôi cho lại đó là bài viên nén rồi trong cái viên nén thì cái trước nó có cái hình nhớ không cái hình mà nồng độ trong máu của cái viên bình thường cái viên kỳ quái viên kỳ quái là viên pH 8 đó. Rồi cái viên kéo dài cũng lặp lại như vậy thì tôi có thể biểu giá hình giải cho tôi cái đồ thị biểu thiên nồng thuốc trong máu theo thời gian của cái viên tác dụng kéo dài ví dụ như vậy rồi nêu nguyên tắc điều chế nó không ví dụ điều chế lặp lại thì nó nguyên tắc sao trì hoãn thì sao kéo dài nó không nguyên tắc đấy về những viên đặc biệt thì lưu ý cho tôi mấy cái này thứ nhất viên sủi bọt thứ hai viên phụ khoa thứ ba viên phân tăng nhanh trong này thì chỉ nêu nguyên tắc điều chế thôi ví dụ tá dược thì phải như thế nào tá dược độn rã thế nào cơ thế nào phương pháp gặp viên thì có gì đặc biệt không rồi ví dụ viên sủi bọt thì phải lưu ý có lưu ý độ ẩm rồi làm sắc uống riêng rồi tá dược cơ mà tăng trong nước rồi mà. Thì những cái đó khi tôi dạy tôi nói rồi thì trong mấy viên đặc biệt đó thế nào cũng có không có kỳ một thì đến kỳ hai cũng có đó gặp lại đâu đó không có một kỳ hai cũng có đối với con cái con đường thì như tôi nói với chị đó thì cái quan điểm tôi cho là cái gì
mà ra đời gặp thì tôi thích cho. Thành ra những bao đường thì gặp thì tôi thích cho. Người cái bao phim, so sánh bao phim, bao đường thế nào thì chúng ta lưu ý. Rồi bao phim tan trong ruột thì phải làm sao, bao phim kéo dài thì là cái gì, đưa ví dụ thôi. Đó là bài viên ba. Viên nang thì như tôi nói, cái viên nang thế nào cũng phải tính toán nhé. Viên ba chạy đâu khỏi. Thì cái này như dài thì nó chết rồi. Còn viên nang mềm thì xin bạn lưu ý luôn cái chuyện này. Cái vỏ là gelatin thì ngoài gelatin thì nó còn có cái gì? Chất quá dẻo này, rồi chất màu, rồi chất cản quang, rồi chất bảo quản gì đó. Thì hãy nhớ cái thứ hai là cái chất lỏng lỏng ở bên trong cái nang mềm thì như tôi nói, nếu bên ngoài là gì thì bên trong phải là dầu. Nhưng cái gì vô trong dầu thì nó ở dạng gì? Nếu dưỡng chất tan thì nó là dưỡng chất dầu. Cái dưỡng chất lỏng thì tôi phân tán vô trong dầu là hữu cơ. Cái dưỡng chất rắn thì là ổn dịch trong cái lỏng lỏng đó. Thì chuyện đó các bạn phải làm. Bộ viên năng cứng thì liên quan phải đến lo học dạy đâu rồi. Liên quan đến viên né, viên năng cứng, viên năng mềm thì các bạn đọc cái sinh khả dụng của ba cái viên này giải viên thì có 5 phút thôi. Cho nên là ví dụ như tôi biểu đi so sánh sinh khả dụng ba viên này các bạn phải giải thích tại sao viên năng mềm nó nhanh, tại sao viên năng cứng nó nhanh hơn viên né thì nó ngắn gọn thôi. Do đó mình đọc cái sinh khả dụng như lấy GPT hỏi ít cho cô nhiều. Và cái cuối cùng nữa là cái rất là ứng dụng, nhưng mà thi nó không hoài, không có biết, cho nên dứt khoát phải hỏi về đồ bà tăng. Dứt khoát phải hỏi về đồ bà tăng. Định nghĩa đồ bà tăng, đồ bà tăng chỉ làm gì, mục đích thử đồ bà tăng, tiêu chuẩn mục đích đồ bà tăng, dứt khoát là phải có. Tuy nhiên mấy cái đồ đã thì tự nhiên phải nhớ là vừa đã đi tăng dụng rồi nhớ 15 rồi 30 rồi 60 rồi đó. Như là toàn bộ những cái điểm trọng tâm các bạn tập trung để chúng ta chiếm đa số cái câu là được, chứ không có nghĩa là tôi nói cái đó là cái đó nghe không học chỉ có tôi không bảo đảm thôi nha. Xác suất nó trúng nó sẽ nhiều hơn, chứ không có nghĩa là bỏ mấy người khác. Thì nó tôi xin nó rõ lại nhé, rõ lại đó. Đấy. Rồi đó. Rồi như vậy thì chúng ta kết thúc cái môn quản chế. Thì như vậy là có những kết thúc thành ra học gì biết thì cái gì báo với giáo dục nha. Rồi khoa nó không có đi nữa làm sao mấy cái bào chế này bào chế cái gì đây bào chế không à bào chế chưa thấy hả bào chế chưa thấy sao học cái gì?